Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là phiên của ngày 12 tháng 5. Thì hôm nay em lại lên một video để chia sẻ đến các bác rất là nhiều loại hoa lan đẹp các bác nhé. Hôm nay thì em có nhãn 4N này. Đấy, đẹp lắm, nói chung là nhãn 4N hàng lá mít xếp, trầm trắng, hoa cực kỳ thơm. Đấy, và các loại nữa trên video. Các bác vào theo dõi video của em và đặt hàng nhé. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221. Ở đầu video hôm nay em có hai cái tác phẩm của nhãn 4N để chia sẻ đến các bác ạ. Ở đầu video em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa. Trước khi lên từng giò thì em sẽ lên cái mặt hoa của nhãn 4N cho các bác xem qua. Hoa của nó cực kỳ thơm luôn các bác ạ. Đấy, đẹp nữ hoàng hương sắc các bác nhé, đẹp cả lá cả hoa. Đấy, đẹp cả lá quả hoa luôn. Đấy, chơi cái hàng này thì chất lượng 100 luôn các bác nhá. Đấy. Thì em sẽ lên cái mặt hoa. À, lên theo từng mã. Em có một cái lũa tác phẩm này, ba cây rất là đẹp luôn. Đây. Lá cực kỳ to. Đấy. Đấy. Đây, ba lũa ba cây tác phẩm rất là đẹp luôn các bác nhá. Toàn bộ cây nào cũng đang có nụ luôn. Đấy, đang có nụ hoa thơm nha các bác nhá. Cái tác phẩm mã 1 này em chia sẻ với giá là 1 triệu 6 nha cả nhà ơi, 1 triệu 6 cho cái mã 1 tác phẩm. Mã 2. Đây, cây đẹp chưa cả nhà ơi. Đấy, tuyệt vời luôn các bác ạ. Đây, bản lá cũng to lắm, bản lá rất là to. Đấy, tác phẩm 2. Đây, cũng 3 cây rất là đẹp luôn ạ. Tác phẩm 2 em cũng chia sẻ với giá là 1 triệu 6 các bác nhá. 1 triệu 6. Và tác phẩm 3 có duy nhất một mã to VIP luôn. Mã này là mã 5 cây. Đấy, lá siêu to khổng lồ luôn. Đây này, cây đầu này các bác này, đấy đang nụ nhá. Đây, cây thứ 2 này. Cây thứ 3 này, đẹp chưa các bác ơi, tuyệt trần luôn này. Đấy. Mã thứ 4 toàn mã mít sẽ dục luôn, mã số 5. Đấy. Đẹp chưa? Cái mã tác phẩm này em chia sẻ hôm nay với giá là 2 triệu 8 các bác nhá. 5 cây tác phẩm. Đấy là nhãn 4N. Và em có hai cái mã nhãn lẻ ạ. Chia sẻ với các bác nhá. Đây. Cái mã 1 này là một chậu đây, đôi 468, đôi 4689, 9 cặp lá luôn các bác nhá. Đây, cây này rất là đẹp, đây nó chỉ bị rám rám thôi, không ảnh hưởng gì đến cây các bác nhá. Đấy, lá rất là mít luôn. Đây, đang có nụ này. Con này bắt đầu là em chia sẻ về giá là 500k các bác nhá. 500k cho chậu này là chậu nhãn 4N. Hàng lá mít các bác ạ. Lá mít nhá, 4N này là chốt cho em là mã đơn. Mã đơn 500.000. 500.000. Và em có một cái mã này. Em sẽ bán riêng cái cây này. Đang có nụ đây. Đây. Đây nha các bác nhá. Đang có nụ, mã này thì mã to này, em chia sẻ mã này với giá là 550 nhá cả nhà ơi. Đây có một cái vết khô thôi, không ảnh hưởng gì cây đâu ạ. Đấy. 550.000 cho mã này, bác nào lấy thì chốt cho em cái mã này là mã A1 nhá. Mã A1 đi, chốt cho em là A1 550. Đấy, cây đơn nhá, rất là đẹp. Đấy. Tiếp theo. Em có các cái mã của trầm trắng. Đây, trầm trắng. Hoa cực kỳ thơm luôn các bác ạ. Đây, đi qua cái khu vực này em thấy nó thơm đứt mũi luôn. Trắng mũi hồng luôn nhá. Đây, cái mũi của nó hơi hồng hồng đấy các bác này. Đấy. Đây, bông trầm trắng này hoa cực kỳ thơm luôn. Đấy, những cái bông cuối mùa rồi nhưng mà nó vẫn rất là kiêu sa luôn, bông thơm lắm các bác ạ. Thơm lắm. Đấy, thì em sẽ có những cái giò cũng đang có nụ và những cái giò đang hoa. Đấy, hàng thì em sẽ chia sẻ là hàng chuẩn trầm trắng nhá cả nhà ơi. Em chia sẻ là 180.000 cho một giò ạ. Đấy. 180.000 cho một giò này. Đây. Đẹp lắm. Em cũng chỉ còn khoảng đôi 4-6 gám khoảng hơn chục giò nữa thôi là kết thúc cái lô trầm trắng nhá cả nhà ơi. Đấy, bác nào mà chưa có cái giống trầm trắng này thì các bác có thể sưu tầm cho mình 1-2 giò nhá. Đấy, vì là cái loại này nó có ít lắm. Trầm tím thì rất là nhiều trên thị trường nhưng trầm trắng thì nó có ít thôi cả nhà ơi. Đấy. 180.000 một giò nha các bác nhá. Đấy, bác nào lấy thì ủng hộ cho em. Đấy, các bác nào sưu tầm thì ủng hộ cho em nhá. Bác nào ở xa em sẽ gửi lụ cho các bác. Đấy, đây 180.000 một giò này. Thân rất là dài đẹp nhá. Đấy. 180 một giò. Đây. Đấy, trầm trắng tinh, hoa bảo hành hoa luôn các bác ạ. 180 nhá. Và tiếp theo em hôm nay em có hai cái mã của Samurai trắng. Cái loại này thì nó có cũng có ít thôi. Cực kỳ dễ chăm, hoa thơm, hoa bốn mùa luôn các bác nhá. Đấy, Samurai trắng này thì hoa nó thơm mùi vani. Đây em sẽ lên qua cái mặt hoa. Hoa nó sẽ nở thành từng bụi nhưng mà nó rất là siêng hoa luôn các bác nhá. Samurai trắng này. Đấy, trắng tinh, hoa cực kỳ thơm. Cái dòng này nó thơm như kiểu mùi vani ấy các bác ạ. Vani kẹo ngọt ấy nên là mùi nó rất là khác với các loại khác nha các bác nhá.
Thì các bác có thể sưu tầm cho mình một giò về chơi hoa. Dòng này thì nó siêu hoa lắm, ra rất nhiều đợt trên một năm. Em chia sẻ là 600.000 cho một mã các bác nhá. Thôi hôm nay để chia sẻ cho các bác thanh lý luôn, 550.000 cho mã 1 này. Đấy, mọi khi em bán 600 hôm nay chia sẻ 550 cho mã 1 này. Mã 2 chậu to này cũng 550. Đấy, bắt đầu lấy Samurai thì ủng hộ cho em nhá. Hàng này thì siêu dễ chăm rồi, hàng thuần vườn rồi đấy ạ. Đấy, 550 cho một chậu. Tiếp theo em có các cái mã của Hải Yến hoa trắng này. Hải Yến hoa trắng này thì hoa nó thơm như mùi hoa bưởi ấy, như nở tại nhà em thấy nó ngửi mùi hoa bưởi lắm, thơm nức mũi luôn. Em lên cái mặt hoa Hải Yến trắng. Đây ạ, mặt hoa đây. Sẽ lên cái mặt hoa đây. Đây đây các bác nhá. Đấy, đẹp chưa? Thơm như mùi hoa bưởi, thơm nức mũi luôn. Với lại cái loại này thì em thấy nó cũng nở khoảng 2-3 đợt trên một năm, 3-4 đợt gì đấy. Em chia sẻ với giá là 200.000 cho một chậu các bác nhá. Hải Yến hoa trắng 200.000 cho một chậu. Hàng vừa mới về, cây rất là đẹp và khỏe các bác nhá. 200.000 cho một chậu để các bác sưu tầm nắm giống ạ. 200.000, đây có cả những chậu có con này các bác này. 200k cho một chậu nhá. Bắt đầu lấy Hải Yến trắng thì có thể ủng hộ cho em. Tiếp theo, em có mấy cái giò của Mini Zaza công chúa. Hàng đã thuần lũa lũa đây này. Thuần lâu rồi các bác nhá. Hàng này thì nó siêu hoa lắm, một năm cho rất nhiều đợt. Các bác nào đã chơi đen rồi các bác biết là hoa rất là bền. Em chia sẻ là 250.000 cho một giò to vật vã này. 250.000 cho mã 1 này. 250.000 cho mã 2. Đấy, bác nào lấy thì ủng hộ cho em. Tiếp theo, em lên mấy cái mã của Đai Châu. Đây ạ, Đai Châu này các bác này. Đây đây, Đai Châu rất là đẹp. Đấy, cái mã 1 này. Nó là một cặp đỏ, hai cây đỏ luôn nhá. Hàng to như là tai voi luôn, đây bản là to như bàn tay luôn các bác này. Đấy, cái mã 1 này là cái size này ngày lúc Tết em bán là 800 đến 900 một cặp như này đấy. Đấy, nhưng mà đây. Cái cặp này thì đẹp lắm. To. Đây nhưng mà đây. Có một cái lá nó cắt nó khô, em cắt đi một tí thôi. Đây ạ. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Chứ cây đằng sau này cũng rất là to này. Đấy, thì cái size này em chia sẻ cho các bác với giá là 550 cho chậu mã 1 này. 550 cho chậu mã 1. Hàng toàn bộ là hàng thuần vườn nâu rồi các bác nhá. Mã 2. Cặp này là hai con hồng cánh sen. Đây ạ, to vật vã luôn các bác nhá. Đây cái cây này mà Tết thì phải bán với giá là 800 chứ không phải là 400 đâu các bác ạ. Mã 2 này. Em đây cái mã 2 này thì nó có một cái lá nó cũng bị khô, em cắt một tí thôi. Ảnh hưởng gì đến cây đâu ạ, nó khô hết rồi. Mã 2 em chia sẻ với giá là 550.000 cho mã 2, hai con hồng nhá. Mã 2 550. Đấy, mã 2 550. Mã 3. Con này là một hồng một đỏ. Cái cặp này em chia sẻ với giá là 550 này, cũng là mã 3 luôn này. Tiếp theo em có một cái chậu nhạn tháng 8 Gia Lai, hàng đã lên tác phẩm gỗ lũa căm xe và chậu căm xe. Đấy, em chia sẻ cái mã này với giá là 1.2 triệu ạ, 1.2 triệu. Đấy, nhạn tháng 8 Gia Lai. Tiếp theo em lên mấy cái mã của Hài. Em có mấy cái chậu hài dâu xanh, đẹp lắm các bác ơi. Hài dâu xanh này hoa đẹp. Đây em sẽ lên mặt hoa cho các bác xem qua này. Đấy các bác này, hái dâu xanh. Nhìn cái bông hoa của nó rất là ngộ nghĩnh luôn các bác ạ. Nhìn rất là hài. Đấy, nhìn trông rất là ngộ nghĩnh và dễ thương. Đây ạ, đẹp lắm các bác nhá. Đấy, em chia sẻ cái hài dâu xanh này em có hai mã để chia sẻ đến các bác. 350.000 cho chậu mã 1 này. Chậu rất là to, nhiều thân. Lá to, lá đẹp các bác nhá. Mã 1, 350. Mã 2, em chia sẻ là 350. Mã 2, 350. Và em có một cái chậu hồ điệp rừng. Em có chậu hồ điệp rừng đấy các bác này. Đấy, hồ điệp rừng, cây khỏe lắm, chơi hoa 3-4 tháng luôn. Đấy, cái chậu hồ điệp rừng này em có một mã thôi, 350 nhá các bác nhá. 350 cho hồ điệp rừng. Tiếp theo, em có mấy cái mã của đuôi sóc. Hàng toàn bộ là hàng đang có nụ. Hàng toàn bộ là hàng đang có nụ các bác nhá. Em chia sẻ cái mã 1 này. Đấy, là 300.000 cho chậu mã 1. Chậu rất nhiều cây luôn và hàng đang có nụ các bác ạ. Nhiều cây nắm. 300.000 cho mã 1. Mã 2, 260.000.
Mã 3 siêu nhiều cây luôn. Mã này em chia sẻ là 320 nhá, chậu to nhất. Đang có nụ chậu nào cũng nụ rồi các bác ạ. Tiếp theo em có mấy cái chậu của nhãn tháng 4 lá xếp. Đây. Đấy, cái chậu mã 1 này đang có nụ này. Mã 1 em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000. Giá em bao rẻ cho các bác toàn thế giới luôn. Đấy, có những nhà vườn bán như thế này giá là 3-400 một cây. Đây em bán chia sẻ cho các bác chậu đôi như này 380. Bao rẻ nhất luôn các bác nhá. Mã 2 chậu 3 cây này. Đấy, 3 cây. Em chia sẻ mã 2 này với giá là 650 các bác nhá, 650 cho mã 2. Và có cái mã này là nhãn tháng 4 thì cái cây này mất ngọn nhưng mà em ra ngọn mới và đang nụ rồi. Nên em thanh lý luôn cái ngọn này với giá là 100. Cho bác nào lấy luôn này. 100 nhá. Đấy. Tiếp theo em có mấy cái mã của tam bảo sắc hoa trắng. Tam bảo sắc hoa trắng này thì em sẽ bảo hành hoa cho các bác là hoa trắng tinh. Đây em sẽ lên cái mật hoa nở tại nhà các bác nhá, nở tại nhà luôn. Đây này. Mật hoa của tam bảo sắc trắng nở tại nhà luôn các bác ơi, nhìn rất là đẹp luôn các bác ạ. Hàng thì toàn bộ là hàng đang có đủ và thuần vườn rồi các bác nhá. Em sẽ lên cái mã 1. Mã 1 đây, đang có lồng rất là dài rồi. Mã 1 320.000 cho chậu mã 1 này. 320 chậu mã 1. Mã 2 chậu này là một mẹ và ba con đang có nụ luôn. Em chia sẻ cái mã này là 280.000 đi, hôm nay chia sẻ thanh lý luôn 280. Mã 3 chậu đôi cây. Đấy, em chia sẻ là 750 chậu mã 3. Chậu mã 4 này đẹp làm chưa cả nhà ơi, xếp vi luôn. 750 cho chậu mã 4. Tiếp theo em có kiếm xanh Huế. Kiếm xanh Huế thì hàng gieo hạt chuẩn hoa. Em chia sẻ là 150.000 cho một chậu kiếm xanh Huế. 150.000 cho một chậu nhá, bác nào lấy thì ủng hộ cho em. Em có cái mặt đa châu hồng gấm, em chia sẻ là 220.000 cho một cây các bác nhá. 220.000 cho một cây. Đấy, bác nào lấy thì chốt cho em. Băng cốc đỏ thì em chia sẻ chậu đôi là 350 này. Chậu 1. Đấy, 350 cho một chậu đôi nhá, băng cốc đỏ nhá. Mấy cái mã của quả hoàng cam, hàng nguyên rầy nguyên búi nhiều mẹ con. Quả hoàng cam này thì em chia sẻ là 420.000 cho rầy mã 1 này. Đấy. Rầy mã 2 này, rầy to chưa? Siêu nhiều con. 420. Mã 3. Mã 3 một búi con rất nhiều con luôn. 420.000. Đấy, bác nào lấy quả hoàng cam để chốt cho em nhá. Đấy thì thời lượng video của đây là kết thúc nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Các bác đặt hàng thì gọi điện qua cái số 0394547221. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ.